Alo, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại đến với kênh của nhà cụ Son Thăng. Hôm nay bên mình mới về mẫu tống Avatar BD405 nha mọi người. Như anh em đã biết thì dòng Avatar là một dòng tống giá rẻ và tiếng cực kỳ là hay. Thì hôm nay nó ra một cái sản phẩm mới dành cho những người mới tập chơi với cấu hình 4 mặt cắt nha nha. Bốn mặt cắt này thì cái tống này thì hỗ trợ chúng ta sao tiếng khá là nhiều luôn. Và nó hỗ trợ chúng ta chỉnh được mặt luôn nha mọi người. Chỉnh volume rồi tiếng tầng mặt nha. Thì màn hình nó khá là lớn đây này. Sử dụng rất là dễ, nó hiển thị đầy đủ chúng ta chức năng nha. Và giao diện của nó cũng khá là đơn giản và dễ sử dụng đó. Nó cũng có hỗ trợ chúng ta những cái để chúng ta tập tành rất là hay nha. Đó, ví dụ như này. Nó có những có mấy cái trò chơi để mình tập theo này. Đó. Bài nhạc rồi nó cho chúng ta hiển thị tầng mặt để chúng ta đánh này, rất là hay luôn nha. Thì bộ này có cả bi đanh kích về 2Hz nha mọi người. Giá bộ này thì tầm 2 triệu thôi, rất là rẻ. Chúng ta có thể mang đi chúng ta đánh mọi lúc mọi nơi, rất là gọn. Nó hỗ trợ chúng ta có thể bỏ pin vô để chúng ta đánh ngoài trời nha. Có loa sẵn ở trong này, loa nhỏ nhỏ. Ở đây là hai cái nút, hai cái bi đanh nó sẽ gắn vào đây. Dây nguồn, nút nguồn. Cái này ra loa này. Đó, khá là tiện lợi, anh em cũng có thể cắm phone. Với mức trúng giá rẻ thì sản phẩm này thì cực kỳ là hợp lý cho anh em mới tập chơi. Anh em có thể mua để mình tập tành và mua cho con mình học nha. Anh em nào muốn mua thì liên hệ sớm cho bên mình. Và bộ trúng này là mới 100% nha mọi người. Không phải là hàng qua sử dụng nha. Anh em mua thì liên hệ nhà cụ Son Thăng, số điện thoại mình để trên màn hình. Hoặc là anh em nào muốn trải nghiệm trực tiếp thì tới nhà cụ Son Thăng số 106 đường Đông Hưng Thuận 5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 nha, để mình trải nghiệm ở trong này. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.